Chào các bạn, ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách quét những cái mã độc của những ứng dụng đang cài trong máy bằng phần mềm Bluefool của Bitdefender. Ở phần này mình sẽ làm cho các bạn một cái ví dụ cụ thể về việc quét ứng dụng chứa mã độc nhắn tin ngầm. Ở đây mình vào ứng dụng quản lý file, mình có một cái file APK chứa mã độc nhắn tin ngầm. Mình sẽ tiến hành cài đặt. Ở Android 4.1 trở lên thì nó đã có một cái cảnh báo rất là hữu ích ở đây, là nếu ứng dụng nào mà nó có quyền nhắn tin ngầm thì nó sẽ có một cái báo ở đây gửi tin nhắn và một dòng chữ màu vàng là bạn có thể mất tiền vì điều này. Nếu mà ai vẫn muốn tiếp tục cài đặt thì cài. Sau khi cài thì cái ứng dụng Bluefool mà ở phần trước mình đã giới thiệu cho các bạn, nó sẽ có một cái thông báo nguy hiểm ở đây, một ứng dụng mới và có nguy hiểm đến quyền riêng tư, quyền và tin nhắn. Đây bấm vào thì đúng là YouTube có hai quyền gửi tin nhắn, tin nhắn nguy hiểm. Nó rất là rõ ràng, các bạn có thể quản lý được. Và mình vào ứng dụng Bluefool, vào quản lý những cái ứng dụng mà có quyền nguy hiểm. Đấy. Nhìn thấy rõ ràng là thằng nào mà nó có quyền nhắn tin. Ví dụ thằng này gửi tin nhắn, như WhatsApp có quyền gửi tin nhắn nhưng mà nó an toàn là bởi vì đây là phần đầu tiên. Hoặc là không nguy hiểm nào. Đây, đọc tin nhắn thì những cái phần mềm nổi tiếng mà nó có những quyền này thì cũng không lo lắm, chỉ có như của thằng YouTube này nó có quyền gửi tin nhắn thế. Thì chắc chắn là nó sẽ gửi tin nhắn nhầm. Đây. Và các bạn có thể gỡ bỏ luôn nó. Mong rằng các bạn sẽ là người dùng Android thông minh và không phải mất tiền vì những tin nhắn ngầm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like Facebook và subscribe channel của chúng mình nhé.